Các bạn thân mến, chuyện Việt Nam tăng cường mua sắm vũ khí trong những năm gần đây là điều mà ai ai cũng biết. Nhưng cụ thể hơn, Việt Nam đã bỏ túi cho mình những loại vũ khí siêu lợi hại gì thì không phải ai cũng rõ. Để rồi gần đây ai nấy cũng đều phải bất ngờ trước lời bật mí của trang tin The National Interest về 5 loại vũ khí hạng nặng mà Việt Nam đang sở hữu trong tay. Nó khiến cho Hoa Kỳ phải hết lời khen ngợi, còn Trung Quốc thì phải đỏ mặt tía tai. Vậy, chúng bao gồm những gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ sau khi các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, cách đây chưa lâu, trang tin The National Interest đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý có tiêu đề "Nếu Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh, Bắc Kinh nên lo sợ 5 loại vũ khí này" để bật mí những món hàng nóng mà đất nước hình chữ S hiện đang nắm trong tay. Cụ thể hơn là bài viết này đề cập như sau. Năm 1975, lực lượng vũ trang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đánh bại Việt Nam Cộng hòa, chiếm được Sài Gòn. Đến năm 1979, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm chiếm Việt Nam trong nỗ lực trừng phạt Hà Nội vì những hành động của họ ở Campuchia và vì sự liên kết của họ với Liên Xô cũ. Cuộc chiến trên kéo dài suốt một tháng liền, để rồi cuối cùng Trung Quốc phải rút lui sau tổn thất nặng nề mà không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Tóm lại, Quân đội Nhân dân Việt Nam có một lịch sử thành công trong quá khứ, còn ngày nay quan hệ Trung Việt một lần nữa đang ở mức thấp báo động khi Trung Quốc cho triển khai giàn khoan dầu khí của mình trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Vậy nên nhiều chính trị gia Việt Nam, trong đó có cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã cảnh báo về mối đe dọa xâm lấn của Trung Quốc trong tương lai tới đây. Vậy nếu chiến tranh nổ ra, Việt Nam có thể sử dụng loại vũ khí gì để đối phó với hỏa lực hung hăng? Hóa ra Trung Quốc và Việt Nam mua sắm vũ khí ở cùng một nơi. Hầu hết các loại vũ khí mà Việt Nam sử dụng để chống lại Hoa Lục đều nằm trong tay Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc sử dụng vũ khí tấn công và phòng thủ giữa hai nước là rất khác nhau. Dưới đây là 5 hệ thống chiến đấu mà Việt Nam có thể triển khai để chống lại quân đội Trung Quốc một cách hiệu quả nhất. Su-27. Việt Nam đang vận hành khoảng 40 chiếc Flanker Su-27 các loại và 20 chiếc khác đang được đặt hàng từ Nga. Ngoài nhiệm vụ phòng thủ không đối không, những chiếc máy bay này còn có thể tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển của Trung Quốc bằng tên lửa hành trình tầm xa với độ chính xác khá cao. Kết hợp với mạng lưới phòng không tích hợp của Việt Nam, Flankers cũng như một số máy bay chiến đấu cũ hơn như là MiG-21 không chỉ phòng thủ tốt mà còn tấn công hiệu quả trước Trung Quốc thế mạnh người đông. Tàu ngầm lớp Kilo. Các tàu ngầm lớp Kilo hiện đại ít tiếng ồn mà Việt Nam mua sắm từ Nga chính là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc. Mặc dù người Trung Quốc cũng vận hành tàu ngầm Kilo cũng như nhiều loại tàu ngầm khác, nhưng nó không hẳn sẽ vô hiệu hóa được tàu Việt Nam trước khi chúng có thể tấn công mục tiêu, nhất là khi tàu Kilo của Việt Nam mang theo cả ngư lôi và tên lửa hành trình chống hạm, có thể gây ra mối đe dọa lớn cho các tàu chiến Trung Quốc và các cơ sở ngoài khơi. Tên lửa hành trình P-800 Onyx. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển một loại tên lửa hành trình đáng gờm như một phần của hệ thống A2AD của mình. Và cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam từ lâu đã theo đuổi nhiều loại hình phóng tên lửa hành trình tầm xa. Để rồi giờ đây Việt Nam có thể phót hàng nóng từ máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm và các bệ phóng trên bờ khác. Nếu kết hợp lại, những loại tên lửa này có thể tấn công các tàu Trung Quốc bất ngờ từ nhiều hướng khác nhau, giúp áp đảo các hệ thống phòng không trên tàu của Hoa Lục đây. S-300SAM. Ngăn chặn các hoạt động phòng không của đối phương là một trong những nhiệm vụ có yêu cầu khắt khe nhất về mặt tổ chức và về mặt cá nhân hóa dành cho lực lượng không quân. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ đã làm được điều đó nhờ kinh nghiệm có được ở Việt Nam, Kosovo và Iraq cũng như thông qua các cuộc tập trận cực kỳ thiết thực trên sa mạc Nevada. Nhưng với Trung Quốc thì chưa chắc. Nếu Trung Quốc không phát triển được chuyên môn cần thiết để đánh bại mạng lưới phòng không của Việt Nam, thì hệ thống tên lửa đất đối không của Việt Nam sẽ gây thiệt hại nặng nề cho phi công và máy bay Hoa Lục. Bởi vì chúng ta nên biết rằng hệ thống tiên tiến nhất trong mạng lưới phòng không của Việt Nam là S-300. Nó có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở phạm vi lên tới 75 dặm. Đặc biệt là các hệ thống phòng thủ điểm bổ sung có thể bảo vệ S-300 khỏi sự tấn công. Nếu được sử dụng cùng với các máy bay chiến đấu khác, mạng lưới SAM sẽ gây ra khó khăn lớn cho những ai muốn tiến hành chiến dịch không kích phối hợp nhằm vào Việt Nam với chi phí có thể chấp nhận được chứ không quá cao. Chiến thuật chiến đấu độc đáo có 102. Năm 1979, Trung Quốc cố gắng trừng phạt Hà Nội bằng cách phát động một cuộc xâm lược ồ ạt bằng bộ binh và thiết giáp vào các tỉnh Bắc Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam khi đó đã xác định rằng mục tiêu trọng tâm của Trung Quốc là giao tranh và tiêu diệt các đơn vị quân đội giỏi nhất của mình.
Do đó, Việt Nam đã tránh điều động các đơn vị chiến đấu hiệu quả nhất cho đến khi đội quân chủ lực được bố trí vào các khu vực phục kích thích hợp. Vậy nên cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng quân Trung Quốc đã rút lui và bỏ của chạy lấy người để bảo toàn tính mạng của bản thân. Hiện nay, quy mô quân đội Trung Quốc và Việt Nam đều nhỏ hơn so với năm 1979, nhưng nó có vẻ chuyên nghiệp hơn khi được trang bị hàng loạt những công nghệ tiên tiến và được tổ chức tốt hơn trước đây. Trong đó, quân đội nhân dân Việt Nam đã được nâng cao trình độ học vấn của quân đoàn sĩ quan và được cung cấp các trang thiết bị đã trải qua quá trình nâng cấp đáng kể suốt thời gian qua. Mặc dù điều này không làm cho quân lực Việt Nam ngang hàng với quân lực Trung Quốc, nhưng họ không nhất thiết phải đạt được điều đó. Nó cũng giống như những gì đã diễn ra vào năm 1979 khi mà quân đội nhân dân Việt Nam có lợi thế về không gian. Thêm vào đó, sự kiên cường của bộ binh Việt Nam thường xuyên được chiến đấu cùng với chiến thuật du kích ở những địa hình khắc nghiệt đã ngăn cản được lực lượng Trung Quốc thực hiện một cuộc xâm lược lớn nhằm vào miền Bắc từ xa. Còn trong trường hợp khó xảy ra là Trung Quốc quyết định trừng phạt Việt Nam bằng một cuộc xâm lược trên bộ khác, nước này sẽ phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng từ các cuộc phản công cơ giới hóa của đối phương, đặc biệt là khi Trung Quốc không thể giành được ưu thế trên không tại chiến trường Cam Go. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù quân đội Trung Quốc có quy mô lớn hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng đất nước hình chữ S đã nhiều lần chứng tỏ được khả năng tìm kiếm và tối đa hóa các lợi thế khác biệt trên vùng lãnh thổ của mình. Như vậy, có thể thấy rằng, Việt Nam đang nắm giữ trong tay các loại vũ khí khí tải hiện đại có khả năng phòng thủ hiệu quả và tấn công mạnh mẽ. Kết hợp với đó là khả năng thao lược tài tình giúp Việt Nam đánh giá chính xác tình hình chiến trận để đề ra các phương án tác chiến khả thi. Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các nguồn nhân lực có sẵn mà Việt Nam đã làm nên nhiều chiến công vang dội trong quá khứ, đồng thời tạo nên một tâm lý e dè cho những kẻ luôn manh nha xâm phạm chủ quyền của mình như Trung Quốc hiện nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc triển khai chiến đấu bằng tàu ngầm Kilo hay là hệ thống S-300, SAM sẽ khiến Việt Nam tốn kém nhiều chi phí. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho ngành an ninh quốc phòng của Việt Nam còn khá hạn chế, nên đất nước hình chữ S không bao giờ muốn đối đầu trực diện với Hoa Lục đông dân. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đừng vì thế mà vội vàng đánh giá thấp tinh thần chiến đấu của Việt Nam. Nếu như Hoa Lục có những hành động quá trớn, xâm phạm đến vùng lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, đất nước hình chữ S vẫn sẵn sàng bỏ cả xương máu vì chủ quyền dân tộc quốc gia. Như những gì mà chúng ta được chứng kiến suốt thời gian qua, Mỹ đã và đang tích cực xây dựng mối quan hệ hữu nghị thân thiết đối với Việt Nam. Thậm chí mà mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn đích thân đến Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 để nâng cấp mối quan hệ hai nước lên hàng cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, để mở ra một bước ngoặt phát triển mới cho cả đôi bên. Đi kèm với sự nâng cấp đó là rất nhiều lời hứa hẹn mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội và nhiều vấn đề trọng tâm khác. Hoa Kỳ còn nói rằng sẽ đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất chip lớn nhất nhì thế giới hiện nay. Những tưởng rằng những thứ quá hời mà Mỹ đưa ra, Việt Nam sẽ ngả hẳn về phía mình. Nhưng không, đất nước hình chữ S vẫn không xem nhẹ mối quan hệ với bạn Nga lâu năm. Không chỉ tăng cường mua sắm vũ khí của Nga, mà Việt Nam mới đây còn nhận chuyển giao vũ khí lẫn công nghệ sản xuất hiện đại hàng đầu từ nước bạn. Nó khiến cho Mỹ phải sốc toàn tập, đồng thời đặt một dấu chấm hỏi lớn về lý do tại sao Việt Nam lại có hành động khó hiểu như trên. Vậy cụ thể hơn, Nga đã chuyển giao các loại vũ khí và công nghệ sản xuất gì cho Việt Nam? Tại sao Việt Nam lại ngang nhiên làm điều đó trước mặt Hoa Kỳ mà không sợ mất lòng ông lớn đây? Vâng, bí mật sẽ được chúng tôi bật mí trong video clip ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Theo số liệu thống kê của tổ chức Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, từ năm 1995 đến năm 2021 cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 9,07 tỷ đô la vũ khí, trong đó Nga chiếm 7,4 tỷ đô la, tức là chiếm khoảng 81,6%. Con số trên đã đưa Việt Nam trở thành nước mua sắm vũ khí của Nga nhiều nhất Đông Nam Á, khi chiếm đến 61% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga tại khu vực tiềm năng. Còn trong năm 2023 vừa qua, nhật báo The New York Times của Mỹ đã tiết lộ một thông tin nóng sốt trong bản tin ngày 9 tháng 9 rằng Việt Nam bí mật mua một số lượng vũ khí lớn của Nga với trị giá lên đến 8 tỷ đô la trong kế hoạch cải tiến quân sự kéo dài 20 năm, bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tin tức trên được lan truyền chỉ trước một ngày Tổng thống Mỹ đến Việt Nam thăm viếng và dự trù ký kết thỏa hiệp nâng cấp mối quan hệ song phương giữa hai kẻ cựu thù từ đối tác
toàn diện lên thành đối tác chiến lược toàn diện theo mong muốn chung. Vậy rốt cuộc Việt Nam đã mua sắm những gì từ nước bạn? Hay bạn Nga đã chuyển giao các loại vũ khí và công nghệ sản xuất gì cho Việt Nam suốt thời gian qua? Chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay sau đây cùng với các thông tin được tờ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Online cho đăng tải như sau. Đầu tiên là chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và chiến hạm 016 Quang Trung. Đây là hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 được biên chế tại Lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân. Cặp đôi tàu chiến được trang bị 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng với 4 phóng ngư lôi cỡ 533mm. Chúng có khả năng tàng hình và có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với lực lượng không quân tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Ngoài ra, tàu chiến Gepard còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác chiến theo biên đội. Điều này giúp cho lực lượng hải quân của Việt Nam tăng cường được sức mạnh tối đa. Hai là tàu tên lửa báo đốm Gepard 3.9 được trang bị các thiết bị phát hiện tàu ngầm đối phương, vũ khí chống tàu ngầm và máy phóng ngư lôi để chiến đấu hiệu quả với các mục tiêu trên không, trên biển, dưới nước. Bên trong tàu chiến có hệ thống động lực mạnh mẽ bao gồm hai động cơ tua bin khí có tổng công suất đạt gần 15.000 mã lực và động cơ diesel 86B 8.000 mã lực vận hành mượt mà siêu êm. Tàu sử dụng hệ thống radar cảnh giới Positive ME Cross Dome và radar dẫn đường MR212 Vigax. Kết hợp với đó là tổ hợp tên lửa đối hạm KH-35 Uran-E 3M24E có tầm bắn đạt 130 km, được ví như là vũ khí tấn công chính của tàu chiến Nga. Riêng tổ hợp pháo tên lửa Palma đặt ở mũi tàu bao gồm hai pháo AO-18KZ-6K-30GSH 30mm và 8 đạn tên lửa dẫn bắn bằng laser Schrödinger. Trong đó thì tên lửa Palma có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở khoảng cách từ 200 đến 8.000m với tầm cao tối đa lên tới 3.500m hơn. Đặc biệt, phiên bản Gepard 3.9 còn được trang bị sàn đỗ cho máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm KA-27 Helix. Nó giúp mở rộng khả năng tác chiến, săn ngầm và diệt hạm cho phiên bản KA-27 nâng cao. Ba là công nghệ sản xuất tàu tên lửa Monia, một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn so với tàu Gepard 3.9, nhưng Monia lại sở hữu sức mạnh hỏa lực chống tàu mặt nước không hề thua kém và thậm chí là có phần vượt trội hơn về mặt số lượng. Nó đang được Việt Nam từng bước nội địa hóa một phần để tiêu diệt các đội nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập, nhằm bảo vệ tàu nhà, thực hiện nhiệm vụ chính hiệu quả hơn. Bốn là tàu ngầm Kilo được mệnh danh là hố đen đại dương. Loại tàu chiến thuộc thế hệ thứ ba này có lượng giãn nước 3,1 nghìn tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý một giờ và lặn sâu đến 300m với thủy thủ đoàn gồm 52 người. Tàu được lắp đặt các trang thiết bị công nghệ hiện đại, các tổ hợp vũ khí đa dạng và mạnh mẽ gồm 6 ống phóng ngư lôi 533mm, mìn biển và tên lửa tấn công Club tiên tiến bậc nhất hiện nay. 5 là máy bay tiêm kích Su-30 thuộc thế hệ 4, được phát triển từ dòng Su-27 và có 2 chỗ ngồi, mang bom và tên lửa dưới cánh, nó cao 6,36m, dài 21,9m, sải cánh 14,7m với trọng lượng tối đa khi cất cánh là 38 tấn, lùi dần về sau. Được biết, Su-30 MK2 có thể mang tới 8 tấn vũ khí, các loại khi bay với vận tốc cực đại 2.600 km/h, trong tầm hoạt động 3.000 km. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, tầm hoạt động của nó có thể lên tới 8.000 km hoặc hơn. Trên máy bay được gắn radar phát hiện đến 15 mục tiêu để tổ chức tấn công, cùng lúc 4 mục tiêu bằng 12 quả tên lửa ở dưới cánh và thân. Chúng bao gồm tên lửa đối không, tên lửa chống hạm cao tốc và tên lửa chống radar. Cuối cùng là công nghệ sản xuất tên lửa được Nga chuyển giao cho Việt Nam để nước bạn sản xuất ra khoảng 3.000 quả tên lửa chống hạm KCT-15. Theo trang Defense Blog, ngày 9 tháng 6 dẫn thông báo từ tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga KTRV cho biết hãng này đã cung cấp cho Việt Nam 3 mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của đối tác. Chúng có thiết kế bên ngoài rất giống với tên lửa chống hạm 3M24E KH-35E
Uran-E của Nga. Vì vậy, rất có thể KCT-15 sẽ được áp dụng những công nghệ mới nhất của phiên bản Uran-UE như cơ chế dẫn đường bằng tham chiếu vệ tinh, cũng như cơ chế tối ưu hóa quỹ đạo bay, giúp tầm bắn tăng lên tới 260 km, dù kích thước tên lửa và đầu đạn không thay đổi. Nhưng loại tên lửa này sẽ có nhiều không gian để chứa nhiên liệu và đầu đạn hơn so với Uran-UE. Qua những gì vừa kể trên, có thể thấy là Nga đã và đang tích cực cung cấp cho Việt Nam rất nhiều loại vũ khí, khí tài và công nghệ sản xuất hiện đại, trong khi rất dè dặt hợp tác với Trung Quốc. Ở chiều ngược lại thì Việt Nam cũng rất hào hứng đón nhận hảo ý của nước bạn, bất chấp chuyện Hoa Kỳ có thể vì đó mà cảm thấy không vui. Lý giải cho quyết định nêu trên chỉ có một, đó là vì mối quan hệ Việt-Nga là mối quan hệ hữu nghị hợp tác, có truyền thống phát triển lâu đời khó ai có thể sánh bằng. Đối với Nga, Việt Nam là một người bạn đồng minh thân thiết, trung thành, có cùng chí hướng trên con đường phát triển đất nước ổn định dài lâu. Vậy nên, Nga rất tin tưởng khi chuyển giao vũ khí và công nghệ sản xuất hiện đại cho Việt Nam mà không sợ nước bạn trở mặt vào một ngày không xa. Còn trong khi đó, Nga đối với Việt Nam vừa là bạn bè vừa cũng là người ơn từng giúp đỡ mình một cách không nề hà trong quá khứ cho đến hiện tại. Do đó Việt Nam luôn dành một tình cảm sâu sắc cho nước Nga, giúp cho mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên được thắt chặt một cách bền vững. Nó khó lòng nào bị chặt đứt rời bởi bất kỳ một ai. Đây cũng là lý do vì sao mà nhiều chuyên gia dự đoán rằng trong thời gian tới, hai nước Việt-Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề mua bán vũ khí. Nga sẽ còn chuyển giao cho Việt Nam nhiều hơn nữa các món hàng nóng trong sự hân hoan vô bờ bến của đối tác lâu năm. Theo đó, Việt Nam sẽ củng cố phô trương được sức mạnh của mình trước những kẻ đang lăm le, xâm lấn chủ quyền lãnh thổ, để rồi từ đó ngăn chặn được nhiều ý đồ đen tối gây hại đến sự ổn định và phát triển của nước nhà hiện nay.